Tin đồn về CEO của sàn Binance là CZ bị truy nã đã nổi lên trên mạng xã hội Twitter vào khuya ngày hôm qua. Một tài khoản nổi tiếng trên Twitter với hơn 700.000 người theo dõi đã tweet một dòng ký tự được mã hóa. Và sau khi mã hóa dòng ký tự này thì kết quả là Interpol đã phát thông báo truy nã đối với CZ. Thông tin này đã khiến cho giá Bitcoin và giá của đồng coin BNB giảm mạnh. Nhưng mà người phát ngôn của sàn Binance đã đính chính qua một email trao đổi với The Block là đây chỉ là những tin tức phốt và nó không phải là sự thật. Sau tin tức này thì giá của Bitcoin và BNB đã bắt đầu hồi phục. Trong những video gần đây, mình đã có cung cấp thông tin về sàn Binance liên tục bị nhắm đến, từ việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC buộc tội sàn Binance và CZ là trốn tránh luật liên bang, đến việc là CZ bị tin đồn truy nã của Interpol này. Điều này đang cho thấy là các cơ quan quản lý và cộng đồng đang chú ý rất là nhiều đến sàn Binance. Vì vậy, để tránh những rủi ro không đáng có thì mình đã rút tiền ở sàn Binance để lưu trữ và cất giữ tài sản ở ví nóng Coin 98. Cũng trong rạng sáng nay thì giá của Dogecoin đã tăng rất là mạnh nhờ vào việc Elon Musk đã thay đổi logo của mạng xã hội Twitter thành logo của Dogecoin. Điều này đang khiến cho giá của Dogecoin tăng hơn 20% và cộng đồng bắt đầu FOMO hơn. Có nhiều người đang cho rằng Elon Musk đang cố tình siêu đồng Dogecoin, nhưng mà có nhiều người khác thì họ cho rằng là Twitter đã bị hacker xâm nhập. Các bạn đứng về quan điểm nào? Cũng liên quan đến việc tăng giá gần đây nhờ vào tin tức thì giá dầu cũng đã bắt đầu tăng mạnh sau hơn một năm giảm giá. Lý do cho việc này là vì OPEC đã cắt giảm sản lượng 1,16 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 5 đến cuối năm 2023. OPEC là tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu và lần cắt giảm này được họ cho biết là biện pháp phòng ngừa nhằm ổn định thị trường dầu mỏ. Động thái cắt giảm này diễn ra sau khi mà Bộ trưởng Năng lượng của Nga cũng cắt giảm sản lượng là 500.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2023. Các nhà phân tích cho rằng đây là hành động có thể đẩy cho giá dầu lên mức 100 đô và hiện tại đang là 80 đô, kèm theo việc là Trung Quốc đã mở cửa nền kinh tế. Việc cắt giảm sản lượng dầu của Nga là động thái trả đũa với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Như các bạn đã thấy thì việc cắt giảm sản lượng dầu của Nga cũng như là các nước nằm trong OPEC thì nó đang khiến cho nguồn cung dầu trên toàn cầu sẽ giảm đi, và nếu như nhu cầu về dầu mỏ nó tăng lên hoặc là nó giữ nguyên thì nó sẽ thúc đẩy cho giá dầu tăng. Khi mà giá dầu trong thời gian tới nếu như mà nó có tăng lên thì nó sẽ càng làm cho rủi ro về lạm phát ở các quốc gia khác cũng sẽ tăng lên, và điều này càng khiến cho các quyết định của ngân hàng Trung ương sẽ trở nên khó khăn hơn. Ở tháng 10 năm 2022 thì OPEC cũng đã cắt giảm sản lượng là 2 triệu thùng mỗi ngày. Điều này chỉ khiến cho giá dầu tăng lên trong một thời gian ngắn. Nhưng mà lần này thì các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs đã cho rằng là khác, bởi vì nhu cầu về dầu trên toàn cầu đang tăng lên và sự phục hồi kinh tế từ Trung Quốc. Điều này có thể thúc đẩy cho giá dầu tăng lên mức là 95 đô cho đến 100 đô một thùng. Liên quan đến giá dầu thì ở thị trường chứng khoán Mỹ và giá của Bitcoin đang có sự tương quan ở năm 2022 và thời điểm hiện tại. Như các bạn cũng đang thấy trên màn hình thì đây là bản thống kê giữa hiệu suất của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 và ở thị trường crypto, đó là giá của Bitcoin hay các bạn. Và tháng 4 hàng năm đều được coi là một tháng bullish cho cả chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 và giá của Bitcoin. Và các bạn thấy được là ở tháng 4 thì ở các năm trước từ năm 2012 đến năm 2022 thì tháng 4 đều là một tháng tăng trưởng đối với thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường crypto. Ở trong bản thống kê này thì chúng ta sẽ quan sát là hiệu suất giá của Bitcoin ở năm 2016 và năm 2019. Tại sao chúng ta lại quan sát hai mốc thời gian này? Đó là bởi vì là ở hai mốc thời gian này thì giá của Bitcoin đã trải qua một giai đoạn downtrend ở năm 2018 và năm 2015 rồi các bạn. Và ở tháng 4 ở năm 2016 thì giá của Bitcoin đã tăng 9,19%, và ở tháng 4 năm 2019 thì giá của Bitcoin đã tăng lên đến tận là 27,97% rồi các bạn. Và theo như dữ liệu lịch sử này thì chúng ta có thể dự đoán được là giá của Bitcoin trong năm 2023 là nó đã trải qua một giai đoạn downtrend năm 2022 rồi, thì khả năng trong tháng 4 này thì dự đoán là giá của Bitcoin sẽ tăng 17,4% rồi các bạn. Còn thị trường chứng khoán Mỹ S&P 500 thì nó sẽ tăng là 2,58%. Trong giai đoạn từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại thì giá của Bitcoin đã liên tục tăng và nó đang nằm trong một xu hướng tăng trong ngắn hạn hả các bạn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì về chỉ số ở trên thị trường phái sinh, đó là chỉ số Phoenix Rate, thì nó đang nghiêng về
về chiều hướng là nó đang giảm xuống âm mà các bạn. Và điều này đang cho chúng ta thấy được là các trader ở trên thị trường phái sinh họ đang mở những vị thế bán khống, tức là những vị thế short nhiều hơn so với những vị thế long thôi các bạn. Và điều này cho thấy rằng là các trader họ đang nhận định rằng là trong ngắn hạn thì giá của Bitcoin sẽ xảy ra một nhịp sóng giảm. Nhưng mà các bạn thấy được là ở trong một xu hướng tăng như thế này, giá của Bitcoin chính là đường màu trắng ở đây các bạn, nó đang nằm trong một xu hướng tăng và nó đang tăng lên một cách rất là mạnh như thế này mà chúng ta lại đi mở những vị thế short, tức là chúng ta đang ngược xu hướng. Và khi mà chúng ta ngược xu hướng thì tỷ lệ thắng nó sẽ bị giảm đi, và khi mà những vị thế short này nó bị thanh lý hay các bạn, tức là giá của Bitcoin nó sẽ tăng lên và các vị thế short này bị thanh lý, thì lúc đó giá của Bitcoin sẽ càng tăng mạnh hơn và nhanh hơn. Cuối cùng là về biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin trên khung thời gian ngày, và các bạn thấy được là ở trên khung thời gian ngày thì giá của Bitcoin vẫn chưa có sự biến động mạnh, khi mà giá vẫn đi ngang ở trong biên độ là từ khu vực 27.000 cho đến vùng 29.000 đô thôi các bạn. Nó chỉ dao động trong khoảng 2.000 đô như vậy mà thôi. Và khi mà giá của Bitcoin càng bị nén lại bởi vì là giá đi ngang và khối lượng giao dịch nó lại đang giảm dần đi, thì điều đó cho thấy rằng là cú nén này nó đang chuẩn bị cho một cú bung về giá trong thời gian tới. Có thể là nó sẽ được sự ủng hộ giữa tin tức, có thể là nó sẽ đẩy cho giá của Bitcoin tăng lên thêm một nhịp nữa và chạm vào khu vực kháng cự là vùng 30 cho đến vùng 32.000 đô. Và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp là hành động giá của Bitcoin ở trên vùng kháng cự quan trọng này. Bởi vì vùng 30.000 đô thì ở trong video trước mình đã có phân tích, nó là một vùng hỗ trợ cũ ở trên khung thời gian ngày, nó bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành một vùng kháng cự mới. Ở trên khung thời gian ngày thì cấu trúc về xu hướng tăng nó vẫn đang được diễn ra và chưa bị phá vỡ hay các bạn, khi mà giá đang tạo các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và các đáy sau nó cũng đang cao hơn các đáy trước, và khối lượng volume trong cái đợt đẩy giá tăng ở khu vực là 20.000 lên vùng 27.000 đô thì nó có sự tăng lên về volume mua hay các bạn. Điều đó cho thấy là cái cú đẩy này nó có sự tham gia của phe mua rất là nhiều. Và hiện tại thì các bạn thấy rằng mình vẫn đang view là giá của Bitcoin sẽ tiếp tục đẩy lên vùng 30 cho đến 32.000 đô, thì chúng ta sẽ quan sát tại khu vực đó nó có áp lực bán mạnh hay không. Còn về xu hướng thì mình vẫn thuận theo xu hướng mà thôi, mình sẽ chờ những vị thế mà giá nó giảm điều chỉnh trong ngắn hạn thì mình sẽ vào những vị thế mua lên. Khi mà mình zoom vào khung thời gian nhỏ hơn, đó là khung thời gian 4 giờ, thì mình thấy rất là rõ là biên độ đi ngang này của Bitcoin trên khung thời gian 4 giờ nó xảy ra ở trong cái vùng màu xanh này và vùng màu đỏ này ha các bạn. Đó là vùng 26.600 cho đến 28.600, và các bạn thấy được là hiện tại thì giá chạm vùng trên thì nó sẽ bị giảm xuống và chạm vùng dưới thì nó sẽ bật lên ha các bạn. Và trong khuya ngày hôm qua thì có tin tức phốt về CZ cho nên là giá của Bitcoin đã giảm xuống, nhưng mà ngay lập tức đã có một lực mua đẩy cho giá Bitcoin tăng lên trở lại. Và trong thời điểm hiện tại thì giá của Bitcoin nếu như nó tiếp tục tăng thì nó sẽ cần phải đẩy qua được khu vực màu đỏ này, tức là vùng 28.600, để nó tăng lên vùng 30.000 ha các bạn. Và từ đó thì giá của Bitcoin cũng sẽ tiếp tục là hình thành nên cấu trúc xu hướng tăng giá qua thể hiện qua cấu trúc đó là đỉnh đáy nó đang cao dần. Thêm một biểu đồ rất là quan trọng cho biểu đồ giá của Altcoin trong thời gian tới, đó là biểu đồ về thị phần của Bitcoin trên thị trường. Và các bạn thấy được là thị phần của Bitcoin, tức là dominance của Bitcoin, thì nó đang chạm vào khu vực kháng cự ở trên khung thời gian tuần ha các bạn. Đó là vùng 47 cho đến 48%, chính là vùng màu đỏ ở đây. Tại đây thì thị phần Bitcoin đang có một tín hiệu, đó là nó rơi vào khu vực quá mua rồi các bạn. Chỉ báo RSI nó đã tăng lên trên khu vực 70, và ở những lần trước đây khi mà giá chạm vào khu vực màu đỏ thì nó sẽ giảm trở lại và nó sẽ nhường thị phần cũng như là dòng tiền đó sang cho Altcoin, giống như ở tháng 7 năm 2021 và tháng 7 năm 2022 hay các bạn. Và hiện tại chúng ta đang cần những setup mang chiều hướng giảm giá và đảo chiều, ví dụ như là một cụm nến nhắn chìm giảm đi chẳng hạn, thì lúc đó thị phần của Bitcoin nó sẽ giảm xuống. Và khi mà thị phần Bitcoin giảm xuống mà vòng dòng tiền cũng như là vốn hóa ở trên thị trường á nó vẫn tiếp tục tăng hoặc là nó giữ nguyên, thì lúc đó dòng tiền từ Bitcoin nó sẽ chảy sang Altcoin và Altcoin sẽ bắt đầu tăng trưởng. Còn trên khung thời gian ngắn hạn hơn thì chúng ta sẽ cần quan sát là cấu trúc của Bitcoin Dominant nó đang là cấu trúc xu hướng tăng, và chúng ta quan sát là khi nào mà vùng 46.93% này nó bị phá vỡ xuống thì lúc đó nó sẽ phá vỡ cấu trúc tăng và cấu trúc của Bitcoin Dominant nó sẽ chuyển dần sang xu hướng giảm, thì lúc đó dòng tiền nó mới chảy sang Altcoin hay các bạn. Các bạn có đang quan tâm về Altcoin nào thì nhớ comment dưới video này và video sau thì mình sẽ chọn ra và mình phân tích nha. Tóm lại trong 24 giờ qua đã có những tin tức khiến cho thị trường crypto có sự biến động mạnh, từ việc là có tin đồn là CZ bị truy nã bởi Interpol, cũng như là giá của Dogecoin đã tăng lên rất là mạnh nhờ Elon Musk đã thay logo Twitter bằng logo của Dogecoin. Tin tức về kinh tế vĩ mô trong tuần này vẫn rất quan trọng bởi vì là có các chỉ số về thị trường việc làm ở Mỹ cũng như là các hành động của OPEC cộng trong thời gian tới. Giá của Bitcoin cũng từ đó nó cũng sẽ có sự biến động tương tự. Vậy nên các bạn cũng cần lưu ý nha.
Để cải thiện chất lượng video thì mình khuyến khích anh chị và các bạn, nếu như có ý kiến đóng góp thì hãy comment ở dưới video này để team có thể biết được và cải thiện và nâng chất lượng của video đi lên. Nếu anh chị thích video và thấy thông tin trong video này hữu ích thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nha. Thông tin trong video là thông tin tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video sau.